2020 Bitches, Alex, Nash, Debito, Huang in the house, Alter, jetzt wird abgefuckt, man. Let's go. Hola, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên đề mình học lớp 7 và chúng ta đang ở bài ngày thứ 35. Ở bài ngày hôm trước thì mình giới thiệu cho các bạn một bài tập liên quan đến tính góc và dựng tam giác đều. Ở bài ngày hôm nay là nhẽ phải sang bài 36 đúng không? Đúng không? Mình cùng làm cách thứ hai. Mình gọi đây là cách thứ nhất. Cách 1 thì mình tư duy theo là vẽ tam giác đều ở bên trong. Thì cách thứ hai thì mình sẽ vẽ tam giác đều ở bên ngoài. Đương nhiên, vẫn nhắc lại, đó chính là làm thế nào để cảm nhận vẽ được tam giác đều thì cố gắng làm nhiều thôi nhá các bạn nhá. Ok, thế thì ở bài tập này mình có gợi ý như sau. Mình sẽ vẽ ra bên ngoài tam giác đều là ABI. ABI sao cho Y nằm cùng phía so với điểm C. Đấy, nằm cùng phía so với điểm C. Thì bây giờ sau khi vẽ xong như thế này thì các bạn có cảm nhận được là mình sẽ có các tam giác nào bằng nhau không? Vậy mình tính góc như nào? Đó. Thế thì dễ thấy nhất là góc này 20 độ thì góc này 40 độ này. Đây là dữ kiện. Góc này 60 đúng không? Thì góc này 20 cũng là một dữ kiện tốt. Hết chưa? Hết rồi. Thế giờ các bạn có cảm nhận được hai tam giác nào bằng nhau không? Tam giác mà có chứa cạnh AD và chứa cạnh AC thì nói chung là vẫn là tam giác ADC thôi. Thế giờ tam giác chứa cạnh BC. BC và BI đúng không? Như vậy nối C và I lại. Đó, mình tin là các bạn cảm nhận được như mình. Thì mình có vẽ lại cái hình cho nó rõ ràng hơn như này. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy rằng mình sẽ chứng minh được góc A này 20 độ này. À, góc A này có 20 độ thì góc B này 20 độ. Đúng chưa? Bên này 60 mà. Thế thì cạnh BC bằng cạnh AD, cạnh BI bằng cạnh AC. Thế nên là các góc tương bằng nhau. Các góc tương bằng nhau thì mình sẽ tìm được số đo góc này. Ở đâu tìm không nhỉ? Hai góc này bằng nhau. Hai góc này hai góc tương ứng. Đấy. Thế có tính được không? Không tính được. Thì bây giờ câu chuyện là làm thế nào để tính được? Đúng không? Thế thì khó rồi. Bởi vì là góc này sẽ bằng góc này. Đúng chưa? Đấy. Thế thì phải tính được góc này. Hai góc này bằng nhau. Góc bé bé này thì các bạn có tính được không? Nếu góc bé bé này mà tính được thì coi như xong bài rồi. Cũng không phải tính nữa đúng không? Thế góc bé bé này có tính được không? Góc bé bé này có tính được không? Nói chung là góc này bằng 60 độ thôi. Đấy. Thì góc bé này mà tính được thì cũng ok. Đó. Thế thì bây giờ mình nhìn vào tam giác ACI đi. Tam giác này cân. Tam giác này cân. Mà cái góc trên này các bạn có tìm được không? Bao nhiêu độ? Góc này bằng 40 độ đúng không? Góc này 40 độ thì cái góc bé bé này tìm được rồi các bạn. 40 độ thì tổng là 140 đúng không? Tổng hai góc ở đấy là 140 chia 2 là bằng 70. Như vậy góc này bằng 10 độ. Ồ, 10 độ. Nếu góc này bằng 10 độ thì góc này 10 độ. Góc này 10 độ thì góc này bao nhiêu độ? 150. 80 là 150. 150. Góc này 150 độ thì góc này 30 độ. Ok chưa các bạn? Có nhanh không? Tương đối nhanh đúng không? Hiểu ý tưởng mình không? Sau đó mình sẽ dùng tam giác ACI cân, góc ở đỉnh là 40 độ. Thì đương nhiên là góc ở đáy sẽ là 70 độ đúng không? Mà tam giác đều góc này 60 thì góc này 10. Góc này 10 thì góc này 10, tổng ba góc trong một tam giác thì góc này 150. Góc này 150 thì sẽ góc này 30. Đó. Thì như vậy là đây là cách thứ hai. Tương đối khó đấy, sao nghĩ được là kẻ điểm Y ra bên ngoài thì cố gắng tích lũy sau đó thì các bạn cứ làm dần thôi nhá. Ok. Thì mình có được là tam giác ABC ở đâu? Ở trên rồi. Mình có cái đoạn này rồi. Cân thì sinh ra 80 độ rồi. Vẫn đây sử dụng đúng không? Rồi. Sau đó mình vẽ tam giác đều ABI sao cho điểm Y nằm cùng phía điểm Y như này. Nằm cùng phía so với điểm nằm cùng phía điểm C sao cho Y và C cùng phía so với AB. Rồi. Thế thì như vậy là mình sẽ suy ra được là tam giác đều là BAI sẽ bằng với góc AIB ở cả cái góc dưới luôn, cứ dùng cả ba góc tam giác đều chứ. Trời đất ơi. ABI
bằng 60 độ. Đây. Tiếp tục thì mình sẽ suy ra được rằng là góc, mình suy ra hai góc luôn, là góc CAI bằng 40 độ, 40 độ chấm phẩy, góc IBC bằng 20 độ, đúng chưa? Ok, đến bây giờ thì mình mới xét tam giác ADC và tam giác A, góc A thì với góc B, BCI có 3 yếu tố là AD bằng BC. Yếu tố thứ hai là góc DAC bằng với góc CBI bằng 20 độ. Yếu tố thứ ba là AC bằng BI. Từ đây sẽ suy ra hai tam giác bằng nhau, ADC bằng với tam giác BCI trong trường hợp là cạnh góc cạnh. Rồi sẽ suy ra được rằng là góc ACD bằng với góc CIB, đúng không? Các góc tương ứng. Thế thì bây giờ mình sẽ phải dùng cái tam giác cân là ACI nữa. Đây mình viết bên này đi. Mình có được là có được là AC bằng AI vì cùng bằng gì? Cùng bằng IB. Được không? Đều. Được. Nó phải cùng bằng AB thì đúng không? Đấy. Từ đây mình sẽ suy ra tam giác AIC cân tại A, xong rồi suy ra rằng là góc AIC sẽ bằng 70 độ, sẽ bằng là 180 độ trừ 40 độ chia 2 sẽ bằng 70 độ. Suy ra tiếp luôn góc AIB sẽ bằng là AIB đâu, BIC đi chứ, sẽ bằng 10 độ. Sau đó suy ra luôn tiếp góc ACD bằng 10 độ. Suy ra tiếp luôn là ADC bằng 150 độ. Suy ra tiếp luôn là góc BDC bằng 30 độ. Đó, các bạn thấy cách thứ hai như thế nào? Cách thứ hai thì mình nghĩ cũng hay, cũng không nói là rất hay, đúng không? Nhưng nói chung là những bài tập tính góc như này thì mình quy về hai tam giác bằng nhau cũng tương đối là vất vả, bởi vì là sẽ phải vẽ kẻ vẽ thêm đường phụ, nó cũng rất là khó. Và nhiều khi các bạn sẽ đặt câu hỏi là bằng cách nào, how to, đúng không, how to solve it. Ok thôi, biết bài nào làm bài nào thì biết bài đấy vậy. Sau đó mình sẽ có thêm kinh nghiệm và mình tích lũy, mình sẽ giải được thêm nhiều bài, được chưa? Bài ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cách thứ hai của mình các bạn thấy có hay không? Nếu hay thì nhớ bấm like và share cho mình nhé. Bye bye.